Xin chào, trong clip hôm nay mình sẽ mang đến cho các bạn một bài đánh giá chi tiết về các dòng đèn của Godox nhằm mang đến cái nhìn tổng quan về các dòng sản phẩm của họ. Nó sẽ giúp các bạn đưa ra được lựa chọn chính xác hơn khi cân nhắc giữa rất nhiều dòng sản phẩm, từ đó lựa chọn được dòng đèn phù hợp với nhu cầu của bản thân. Những dòng sản phẩm được mình sử dụng trong clip này là QT đời 3, dòng DB đời 3 và dòng QS đời 2. Đầu tiên là đánh giá về ngoại hình. Ở đây mình sẽ so sánh mức công suất 600W và mức công suất cao nhất của từng dòng. Về kích thước, dòng QS và QT có chiều dài lớn nhất với chiều dài xấp xỉ 40cm lên đến hơn 50cm ở công suất 1200W. Trọng lượng cũng ở mức rất lớn khi tối đa đều lên đến hơn 4kg. Trong khi đó, dòng DB kích thước ở mức vừa phải, không quá lớn nhưng cũng không hề nhỏ. Tất cả đều sử dụng chung nguồn điện 220V, ngắm Bowen, kết nối không dây với các loại trigger tương tự nhau và cùng có thể nhại với các đèn khác. Còn khi xét về thời gian hồi đèn, ta sẽ thấy bắt đầu có sự khác biệt. Đầu tiên là dòng QT đời 3. Nó có thời gian hồi ấn tượng nhất với tối thiểu 0,01 giây và tối đa chỉ 0,9 giây. Nhanh nhất trong các dòng đèn. Dễ hiểu bởi nó được thiết kế dành riêng cho các nhu cầu chụp liên tục với tốc độ cao nên khả năng hồi đèn nhanh là điều chắc chắn phải làm tốt. Dòng DB đời 3 có thời gian hồi trong khoảng 1 giây ở mức tương đối nhanh. Còn dòng QS đời 2 do ở thế hệ cũ hơn nên thời gian hồi đèn vẫn bị giới hạn bởi công nghệ, lên đến 1,5 giây ở mức công suất tối đa. Tiếp theo là so về độ sáng tối đa. Ở đây chúng ta sẽ sử dụng cùng một thông số máy ảnh và đánh lần lượt các đèn ở mức công suất tối đa để xem dòng nào cho mức công suất thực lớn nhất. Trên lý thuyết thì dòng DB đời 3 có chỉ số ấn tượng nhất. Tuy nhiên, trên thực tế thì nó có cường độ ánh sáng không bằng so với hai dòng QS và QT. Ở cùng một điều kiện và công suất 600W, dòng QS và QT cho ánh sáng mạnh hơn khoảng 2/3 stop. Còn khi cùng đặt ở công suất 1/32, DB còn yếu hơn đến 1 stop. Tương tự với công suất 1200W, với dòng DP là 1000W, sự chênh lệch vẫn có thể thấy rõ nhưng không còn quá nhiều. Khi cùng ở công suất tối đa, DP 1000 chỉ kém hai đèn còn lại khoảng 1/3 stop. Còn khi chụp ở công suất 1/32 thì DP 1000 kém hơn khoảng 2/3 stop. Không còn chênh lệch quá nhiều mặc dù công suất thực chỉ 1000W so với hai dòng QS và QT lên đến 1200W. Khi so về màu sắc, dòng QT sẽ trở nên yếu thế hẳn khi nó thiên về chụp với tốc độ cao nên màu của nó ám xanh khá nhiều khi giảm công suất xuống, nhất là khi bật chế độ free để chụp với tốc độ cao. Ở đây chúng ta sẽ so sánh dòng QS và DP. Với phiên bản 600W mà mình thử thì màu của QS ấm hơn một chút và pha chút màu hồng, còn DP thì khá trung tính. Tương tự như vậy với QS 1200 đời 2 và DP 1000 đời 3. Có một điểm cần chú ý là trong khi dòng QT có màu lạnh dần khi giảm công suất thì dòng QS ngược lại, nó ấm dần khi giảm công suất. Còn dòng DP gần như không có thay đổi đáng kể, nó cũng ấm lên và lệch nhẹ về màu hồng giống dòng QS nhưng không quá nhiều. Khi đánh giá về các tính năng được trang bị trên đèn thì QT đời 3 là dòng hiện đại nhất với rất nhiều tính năng mới. Ngoài ra, công suất của nó cũng có thể được điều chỉnh trong khoảng rộng từ 1/1 đến 1/256 chứ không hẹp như các dòng còn lại. Với dòng QS, nó chỉ hạ xuống tối thiểu 1/32, còn dòng DP là 1/64, các tính năng như High Speed Sync, Multi Flash, Mass Function, Free Function cũng chỉ được trang bị trên dòng QT. Dòng DP chỉ được trang bị High Speed Sync chứ không bao gồm nhiều tính năng đa dạng. Về tiếng ồn, dòng QS có âm thanh nhẹ nhàng nhất, mặc dù là đời cũ hơn, còn dòng QT và DP có âm thanh khá lớn, có thể nghe rõ khi đứng cách 1-2m, nhất là dòng DP. Nhìn chung, mỗi dòng đèn đều có ưu điểm và nhược điểm riêng, sẽ phù hợp cho từng mục đích khác nhau. Dòng QT thiên về chụp ảnh với tốc độ cao, giá thành cũng cao hơn các dòng còn lại. Nó sẽ phù hợp với những đối tượng đặc thù, cần chụp các chủ thể chuyển động, làm việc chuyên biệt với mục đích quảng cáo, chụp thể thao, nghệ thuật hoặc nghiên cứu. Dòng QS với công suất cao, ánh sáng đẹp và giá thành vừa phải, phù hợp cho các đối tượng phổ thông dùng cho mục đích dịch vụ chụp ảnh cưới, thời trang, chân dung, sản phẩm hoặc đồ ăn. Dòng DB với giá gần bằng dòng QS nhưng có chất lượng ánh sáng ổn định hơn, nhỏ nhẹ hơn, lại có thêm tính năng High Speed Sync nên có thể phục vụ được các nhu cầu đa dạng hơn từ trong studio đến ngoài trời. Nó được nâng cấp thêm một số tính năng phục vụ cho người dùng tốt hơn so với dòng QS. Trên đây là những bài test về công suất và tính năng cũng như các đánh giá của mình về 3 dòng đèn phổ biến nhất của hãng Godox.
Hy vọng các bạn đã có những thông tin đầy đủ để cho mình những lựa chọn phù hợp với nhu cầu khi cần mua đèn flash. Mọi thông tin chi tiết về sản phẩm đều có phần mô tả. Bất cứ thắc mắc cũng như góp ý, các bạn có thể để lại ở dưới phần bình luận. Xin chào và hẹn gặp lại. Đến với HL Studio, chúng tôi hân hạnh mang đến cho các bạn những thiết bị tốt nhất phục vụ cho công việc quay phim, chụp ảnh. Từ các loại đèn led bỏ túi, led ống cho đến các loại đèn chuyên dụng trong studio. Từ các loại phông nền, chân đỡ đến micro thu âm. Bạn cần bất cứ thứ gì chúng tôi đều có. Đến ngay showroom để được tư vấn những sản phẩm tốt nhất với mức giá ưu đãi nhất. Link website được để dưới phần mô tả của video này.